sau những tin nhắn bất thường khi lái xe riêng của linh mục Nguyễn Đình Thục, tức anh Nguyễn Nam Phong, sinh năm 1980, quê quán xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bị bắt, thì mới đây linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo phận Vinh, đã chính thức lên tiếng. Điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ chính là linh mục Thục đã lên tiếng bằng một văn bản gửi tới quý cha, cộng đoàn các giáo xứ và quý vị về việc anh Francisco Nguyễn Nam Phong, người giáo dân sông Ngọc, bị bắt ghi ngày 2 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, nếu ai đó theo dõi câu chuyện thì sẽ thấy được lý do tại sao đến thời điểm bây giờ linh mục Thục mới lên tiếng, mà không phải thời điểm anh Phong bị tạm giữ hành chính với hành vi mua dâm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An sau đó cũng đã có văn bản thông báo đến địa phương nơi cư trú và gia đình của anh Phong. Theo đó, với một hành vi mà người bình thường còn khó mà chấp nhận được, thì với những người tu trì như linh mục Thục lại càng không nên cổ súy, ủng hộ, nên đó cũng là lý do khiến linh mục này im lặng. Và có lẽ linh mục này sẽ tiếp tục im lặng nếu như Phong bị phạt hành chính với hành vi này. Xong, sự việc lại diễn biến theo một chiều hướng khác khi một ngày sau khi bị tạm giữ hành chính, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam hình sự đối với Phong với hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An ra quyết định khởi tố hôm 11 tháng 5 năm 2017 với nhiều tội danh, trong đó có hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra hôm 14 tháng 2 năm 2017 trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Và đến đây có hai lý do khiến linh mục Thục phải lên tiếng thay vì tiếp tục im lặng. Thứ nhất, đó là Phong bị bắt trong một vụ án liên quan linh mục Thục, thậm chí linh mục này còn đóng vai trò chủ chồm, chủ mưu. Im lặng lúc này đồng nghĩa với việc linh mục Thục bỏ rơi Phong và Hoàng Đức Bình, bị bắt hôm 15 tháng 5 năm 2017 trên chính chiếc xe của Thục. Nó cũng chính là điều trái ngược với lời hứa của linh mục này trước vợ của Phong là chị Nguyễn Thị Yên. Hai là, so với tội danh hiếp dâm trước đó của Phong, thì việc bảo vệ Phong với tội danh chống người thi hành công vụ sẽ đỡ tai tiếng hơn. Nhưng có vẻ như linh mục này đã không lường hết được những hậu quả có thể xảy ra sau sự lên tiếng muộn màng này. Theo đó, ngay ở phần đầu của bản thông báo, linh mục Nguyễn Đình Thục không quên dành cho Nguyễn Nam Phong những lời ngợi khen, như anh Francisco Nguyễn Nam Phong là thành viên trong ban hành giáo của giáo họ Ngọc Sơn, xứ Sông Ngọc, và là trợ tá của sứ đoàn Thánh Ignacio Sông Ngọc. Anh sống hiền lành, đạo đức và đầy lòng nhiệt thành với giáo hội và với mọi người, đồng thời xác nhận vụ việc xảy ra hôm 14 tháng 2 năm 2017 mà Phong là người lái xe cho linh mục Thục. Như sau, ngày 14 tháng 2 năm 2017, anh chạy xe chở con và một số bà con đi kiện Formosa. Công an vây bắt chiếc xe này và yêu cầu anh Phong mở cửa xe ra, nhưng anh kiên quyết không mở. Nhờ sự kiên cường của anh mà 8 người trên xe đã thoát khỏi bàn tay khát máu của công an. Ngày 15 tháng 5 năm 2017, cũng là anh Phong chạy chiếc xe chở Hoàng Bình và hôm đó là Hoàng Bình bị bắt. Và không quên dựng chuyện sau sự kiện 14 tháng 2 năm 2017 đến nay, đó là anh Phong cho biết, ngày 14 tháng 2, anh luôn bị theo dõi và gây nhiều điều khó khăn trong công việc làm ăn. Đêm 31 tháng 5, khi côn đồ tấn công sông Ngọc, ngôi nhà của anh đã hứng chịu trận mưa đá và bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, vợ và ba đứa con của anh, trong đó có đứa chưa đầy một tháng tuổi, đã khiếp sợ và trở thành nỗi ám ảnh. Anh phải sơ tán gia đình, gửi vợ con về sống với ông bà ngoại gần một tháng. Chị Maria Nguyễn Thị Yến, vợ anh Phong cho biết, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2017, lúc anh Phong đang ăn tối với mấy người bạn tại một quán ăn gần nhà, thì anh Tâm, thợ sửa chữa và mua bán xe máy ở cầu Giác, Quỳnh Lưu, đi taxi đến rủ anh Phong đi uống rượu. Đêm đó, chị Yến gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Khoảng 9 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2017, chị Yến nhận được giấy thông báo của Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Nghệ An do Thượng tá Cao Ánh Hồng ký, báo tin chồng chị đã bị bắt vì hành vi mua dâm. Khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2017, chị Yến lại nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An do Thượng tá Hoàng Nghĩa Phượng ký về việc khởi tố và bắt bị can để tạm giam anh Nguyễn Nam Phong vì đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Chưa dừng lại ở đó, với miệng lưỡi của một con buồn, một kẻ chuyên làm chứng dối, linh mục Thục tiếp tục nâng tầm vấn đề và quy kết tội cho chính quyền đối với hành vi bắt giữ Nguyễn Nam Phong. Đó là linh mục Thục ghi: thực tế cho thấy, cộng sản bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, họ không ngần ngại sử dụng những mưu hèn kế bẩn để đàn áp những ai dám làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, dù đó là những việc làm ít nước lợi dân. Chúng ta vẫn còn nhớ vụ án luật sư Cù Quý Hà Vũ, công an Hà Nội không ngại ngùng dùng hai bao cao su làm vật chứng giả để hãm hại luật sư vì đã lên tiếng đấu tranh cho công lý. Trường hợp của anh Lê Văn Đài ở Vũ Thư, Thái Bình cũng được dùng một cách thức bị ổi tương tự.
Việc Cộng sản bắt anh Nguyễn Nam Phong thực chất là một hình thức đàn áp tôn giáo mà họ quen dùng từ xưa đến nay, đó là dùng cớ chính trị để bắt bớ, đàn áp hoặc uy hiếp các chức sắc tôn giáo. Thật vậy, có nhiều người đi kiện Formosa, tại sao họ chỉ nhắm bắt anh Phong? Nếu không phải vì anh vừa là một vị trong ban hành giáo, vừa là giáo lý viên và là một trợ lý của sứ đoàn Sông Ngọc. Còn nghĩ rằng nếu chúng ta không đồng lòng phản đối thì việc leo thang đàn áp ngay trong hàng ngũ linh mục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mục sư Martin Luther King từng nói, trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả sự im lặng đáng sợ của người tốt. Nơi các ngài nói, trong một số tình huống, người nhát gan hỏi, có an toàn không? Người thủ đoạn hỏi, có sáng suốt không? Người tự phụ hỏi, có được ái mộ hơn không? Và đã đến lúc một đệ tử trung thành của Giê-xu phải có quan điểm không phải vì an toàn, sáng suốt hay được ưu ái mà chỉ bởi vì điều đó đúng. Trước khi kết thúc bản thông báo, như một điệp khúc mà những kẻ nói dối, những kẻ phạm tội hay nói, Linh Mục Thục tái khẳng định. Còn khẳng định lần nữa rằng, anh Phong là người tốt, rất tốt, nhiệt thành với giáo hội và tận tình giúp đỡ mọi người. Anh đang bị Cộng sản hãm hại, anh cũng là một trụ cột trong gia đình, một người nuôi vợ và ba con dại, đứa sau mới 6 tháng tuổi. Nhà cửa anh bị phá hoại đêm 31 tháng 5 năm 2017 và công việc buôn bán của anh gặp rất nhiều khó khăn từ sau ngày đi kiện Formosa ngày 14 tháng 2 năm 2017. Nên cuộc sống vợ con anh hiện nay rất khó khăn, nợ nần chồng chất. Và nói ra những câu chuyện của tương lai. Rồi đây, Cộng sản sẽ tuyên truyền bôi nhọ anh bằng nhiều việc như đánh lạc, hướng dẫn vấn đề. Kính xin quý cha, quý vị lên tiếng giúp mọi người hiểu đúng bản chất vấn đề để đồng lòng lên tiếng bảo vệ người vô tội và ngăn chặn những việc làm độc ác của Cộng sản. Đó là toàn bộ những lời lẽ của Linh Mục Nguyễn Đình Thục trong bản thông báo nói trên. Nhưng đáng tiếc là nó không phải và không những làm cho Linh, cho Phong được vô tội tốt hơn trong mắt mọi người. Bởi cùng hành vi và cùng sự việc với Phong, cơ quan công an đã bắt giữ Hoàng Đức Bình, một đồng bọn của Linh Mục Thục. Hoàng Đức Bình đã có tội thì không lẽ Nguyễn Nam Phong lại không? Đồng thời, những lời tường trình trong bản thông báo của Linh Mục Thục càng xác nhận rõ hơn bối cảnh khiến Phong phạm tội và bị bắt giữ. Và xin thưa rằng, nếu cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An có bản ký tươi của thông báo này, thì đó lại là bằng chứng để họ buộc tội Phong. Và khi đó vô tình sự lên tiếng của Linh Mục Thục lại càng làm khó cho con chiên của mình. Có thể Linh Mục Nguyễn Đình Thục hiểu điều đó, song vì sức ép của dư luận, gia đình Phong mà ông ta phải lên tiếng. Rất có thể sau bản lên tiếng này, nhiều hội cờ đỏ xã Sơn Hải biết thì Linh Mục Thục sẽ đứng trước nguy cơ bị tấn công. Đó cũng là lý do mà Linh Mục Thục nên thận trọng và càng thận trọng hơn, kẻo chuốc họa vào thân.